Bây giờ là khung giờ phát sóng quen thuộc của bản tin nóng 24 giờ trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Quang Huy và bạn Dẫn là Nguyên Bảo sẽ đồng hành xuyên suốt cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay với những thông tin đáng chú ý như sau. Bạc Liêu bức xúc chủ trang trại bán heo giống nhiễm dịch tả heo châu Phi cho dân. Thầy cúng sao giải hạn tráo bọc tiền âm phủ lấy 40 triệu đồng của gia chủ. Vườn chim quý hiếm của lão nông miền Tây có nguy cơ bị xóa sổ vì nạn săn bắt trộm. Tiếp theo là một thông tin vui liên quan tới nông nghiệp. Từ ngày 1 tháng 8 tới đây, gạo của Việt Nam sẽ được miễn thuế xuất khẩu vào EU khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, mỗi năm Việt Nam chỉ có 80.000 tấn gạo được hưởng ưu đãi thuế mà thôi. Bên cạnh đó, Hiệp định còn có nhiều lợi thế khác cho nông sản Việt. Để cụ thể hơn về thông tin này, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Đối với trứng gia cầm có... triệu đồng để mua về 20 con heo. Nào ngờ chỉ vài ngày sau họ phải rớt nước mắt vì những con heo này đều bị dịch tả heo châu Phi. Sau khi nhận được phản ánh của hai hộ dân về sự việc gây thiệt hại nặng nề về kinh tế này, lực lượng liên ngành đã mật phục bắt quả tang khi trang trại Hai Nghiệp đang vận chuyển heo bán cho người dân. Sau khi có hiện tượng heo chết bất thường nghi do bị nhiễm dịch bệnh tả heo châu Phi, hai hộ dân đã thông báo đến chính quyền địa phương đến để xác minh. Sau đó, chi cục chăn nuôi và thú y của tỉnh cùng với địa phương đã cử cán bộ đến lấy mẫu bệnh phẩm để gửi đi xét nghiệm tại chi cục thú y vùng 7 thuộc cục thú y, xét nghiệm và có kết quả dương tính với dịch bệnh tả heo châu Phi. Cái ngày đầu bắt về là thả vô là có hiện tượng như nó mệt, cho ăn nó không chịu ăn. Rồi mình cứ nghĩ là heo nó chở xe nó mệt thôi. Rồi qua ngày sau là không ăn. Không ăn hết mấy con, không mấy con mình mới thấy kỳ kỳ nên kêu ông xã về mua thuốc gì chích là cái ngày đầu. Rồi qua ngày thứ hai là nó chết hai con, là kêu chú ố vô. Là kêu người vô chích luôn. Chích luôn kêu ngày sau chích là chiều lại nó là chết. Là chết dẫn dẫn luôn là tới ngày 8 tay là chết sạch chuồng luôn đó. Cũng cùng chung số phận với gia đình của bà Nhung, gia đình bà Nguyễn Thị Kim Oanh mua 4 con heo với giá mỗi con hơn 2,6 triệu đồng, tổng cộng hơn 10 triệu đồng. Nghe là trại của giống heo nghiệp, Hai Nghiệp ở Cầu Sập đem xuống bán là nói heo chích ngừa, heo chất lượng, heo siêu thệ nạc. Tôi mới nghe lời tôi mua là 4 con là 10 triệu mấy, bây giờ mua bữa trước bữa sau là nó bắt đầu phát lên bệnh rồi, tôi có kêu xuống y xã vô chích, chích liên tục mấy ngày là bắt đầu heo chết. Chết lần 3 con, còn con là thú y có xuống là kiểm nghiệm là lấy máu, lặn đi lấy mẫu là heo bị dịch châu Phi. Những con heo bị chết của hai hộ gia đình, cán bộ thú y đã hỗ trợ và hướng dẫn hai gia đình heo chết theo đúng quy định kỹ thuật và tiến hành tiêu độc khử trùng vùng dịch. Điều đáng nói là sau khi sự việc xảy ra, bà Oanh và bà Nhung đã nhiều lần liên hệ với trang trại heo giống Hai Nghiệp nhưng không liên lạc được, khiến cho hai người này vô cùng bức xúc.
Như vậy, hiện tại đồng bằng sông Cửu Long có Vĩnh Long và Bạc Liêu là hai địa phương đã tái phát dịch tả heo châu Phi. Điều này dự báo giá thịt heo sắp tới sẽ rất khó hạ nhiệt. Ghi nhận vào ngày hôm nay 17 tháng 7, giá heo tại tỉnh Kiên Giang tăng lên 2.000 đồng một ký, đưa mức giá tỉnh này lên con số 88.000 đồng một ký. Cùng tăng với mức 1.000 đồng trên một ký, Hậu Giang và Bạc Liêu đang giao dịch trong khoảng 86 đến 87.000 đồng trên một ký. Tương tự, Bình Dương cũng tăng nhẹ 2.000 đồng trên một ký, đưa giá heo hơi tại đây chạm ngưỡng 87.000 đồng trên một ký, cân bằng với Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau. Giá thịt heo tăng cao trong thời gian vừa qua do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi. Sắp tới, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ sẽ mở 20 cửa hàng bán thịt bình ổn với giá thấp hơn thị trường 20-30.000 đồng một ký. Những cửa hàng này sẽ dự kiến có mặt rải đều tại các quận huyện của thành phố. Sau khi đi vào hoạt động khoảng 2 tháng, ngành công thương sẽ đánh giá hiệu quả và tính toán phương án mở rộng trong quý 4 năm nay. Xin được chuyển sang thông tin về tình hình an ninh trật tự. Mới đây, Đội đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và cờ bạc đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá được hai sới bạc liên kề đang hoạt động đá gà và tài xỉu qua mạng với số tiền lên tới cả tỷ đồng tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời bắt quả tang đối tượng chủ mưu là Trần Văn Thảo, sinh năm 1980, quê Long An, tạm trú huyện Hóc Môn. Tại hiện trường, trinh sát tạm giữ 25 đối tượng liên quan, thu số tiền trên chiếu bạc và trong người các đối tượng gồm hơn 932 triệu đồng. Đối tượng Thảo khai nhận đã sử dụng các trang mạng tổ chức đá gà mạng, tài xỉu qua mạng từ tháng 2 năm 2020 đến nay. Mỗi ngày có 2 sòng, thu được số tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cúng sao giải hạn là hủ tục hoàn toàn mê tín dị đoan, bởi vì nguồn gốc của tục cúng sao giải hạn xuất phát từ tập tục xem bói có từ xa xưa. Đây chính là quan niệm hoàn toàn mê tín, gây ra nỗi sợ hãi nghiêm trọng cũng như là tác động đến tâm lý, thái độ sống và thậm chí là sinh hoạt thường nhật của người tình. Thế nhưng mà Nguyên Bảo và tất cả quý vị biết không ạ, ở thời đại 4.0 này thì nhiều người vẫn tin vào hủ tục này. Và mới đây, một gia đình ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng mời thầy về cúng sao giải hạn, sau đó đã bị thầy cúng dùng bọc tiền âm phủ tráo đổi và chiếm đoạt 40 triệu đồng tiền thật. Và sau đây là chi tiết của vụ việc này. Đây là đối tượng Nguyễn Ngọc Đoàn, sinh năm 1978, trú tại huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, vừa bị công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, Đoàn làm nghề bán nhang và thuê trọ tại huyện Đức Trọng. Ngày 7 tháng 7, Đoàn lên thành phố Đà Lạt tìm đến nhà của ông Võ Minh Sang ở phường 6 để bán nhang. Khi ông Sang muốn nhờ Đoàn cúng giải hạn cho con trai, Đoàn đồng ý và yêu cầu gia đình ông Sang chuẩn bị 40 triệu đồng cùng một số lễ vật. Ngày 10 tháng 7, Đoàn đến nhà ông Sang cúng. Tại đây, lợi dụng gia đình ông Sang không để ý, Đoàn đã nhanh tay lấy cọc tiền 40 triệu đồng bỏ vào túi. Thay vào đó là cọc tiền âm phủ mà ông Sang chuẩn bị trong mâm lễ vật. Cúng xong, Đoàn dặn ông Sang phải sau 39 giờ đồng hồ mới được hạ lễ rồi ra về. Hôm sau, ông Sang hạ lễ mới phát hiện số tiền 40 triệu đồng đã bị mất. Quá trình truy xét, ngày 15 tháng 7, Công an thành phố Đà Lạt đã phối hợp cùng Công an huyện Đức Trọng bắt giữ Đoàn khi đối tượng đang lẫn trốn tại thị trấn Liên Nghĩa. Vào khoảng 6 giờ sáng nay, một người đàn ông ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước thức dậy đi ngang nhà hàng xóm thì bàng hoàng phát hiện chủ nhà nằm bất động, bên cạnh có nhiều vết máu, liền gọi điện trình báo cơ quan công an. Liệu đây có phải là một vụ giết người? Mời quý vị cùng tìm hiểu sự việc ngay sau đây. Nạn nhân là anh Nguyễn Đức Hạnh, 27 tuổi, ngụ xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Phú Riềng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác định anh Hạnh tử vong trong tư thế nằm nghiêng, mặt quay ra hướng ngoài đường. Xung quanh có rất nhiều vết máu. Phía dưới gần bàn chân có một mảnh kính thủy tinh. Đáng chú ý, trên cổ nạn nhân có một vết cắt. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cách đây khoảng 13 năm, một đàn vạc hàng trăm con bay đến vườn nhà ông Lê Văn Chìa, 75 tuổi, ở xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long sinh sống. Thời gian trôi qua thì số lượng chim đã lên đến hàng ngàn con với nhiều loài khác như là vạc, cò úc, còng cọc, thưa quý vị. Thế nhưng vườn chim rộng 2 hectare này với khoảng 4.000 con cò nhạn quý hiếm, khoảng 2.000 con vạc và vô số loài chim cò khác mà quý vị đang thấy trên màn hình đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ vì nạn săn bắt trộm. Thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt từ địa phương khác đến săn trộm. Theo ông Chìa, các đối tượng này thường phá ổ bắt chim non và trứng để ăn hoặc bán cho các quán nhậu. Hiện số lượng chim non tại đây đã giảm gần một nửa. Công an địa phương nhiều lần bắt quả tang các đối tượng săn trộm, nhưng cũng chỉ có thể buộc họ viết cam kết và phạt hành chính nếu tái phạm.
Theo Nghị định số 21 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, vườn chim này sẽ được quy hoạch thành khu bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh, phục vụ du lịch và giáo dục môi trường cho học sinh. Tuy nhiên, với tình trạng săn bắt vô tội vạ, nếu không có biện pháp bảo vệ hữu hiệu từ ngành chức năng, thì nguy cơ vườn chim này bị xóa sổ trong tương lai gần là rất cao.